Vâng, là hôm nay thì anh nào thích những cái con mà nó bắt nó đánh dữ dội và khủng nhá thì là các anh lấy con này về nghe rất là hay. Đây là một cái con Onkyo, vâng. Con này là con DKX A50 nhá, KX A50 công suất 70W chỉ khoảng 4 ôm. Con này thì nó về nó hơi kém một tí ở cái phần phần vỏ. Cái này là xi lâu ngày nó bị bong cái keo ra. Đấy, thì về các anh dán lại xi nhá. Còn đâu là về vỏ bên ngoài của nó, vâng. Các góc cạnh nó vẫn còn ok tuyệt vời nhá. Đấy, quý vị thấy không? Đấy. Góc cạnh của nó còn đẹp luôn này. Đấy. Cái này xi về thì mất mấy chục dán lại thôi. Đấy, con này thì bình thường ra đấy nhưng hàng đẹp của nó là toàn khoảng 2 triệu 7, 2 triệu rưỡi một con này. Nhưng thôi con này em bán con này là đi 1 triệu 500 em xả luôn nhá. Thì các anh nào mua liên hệ cho bên em nhá. Đấy và nó còn đủ ế căng đây, hai cái ế căng nhá. Nhưng mà hình như nó hơi lệch màu nhau một tí nhá. Đấy, xin mời quý vị nghe thử một đoạn chất lâm này. Bát của anh rất sâu vào lực. Và con này là dòng màng sợi kết na da chăn rồi, màu trắng rất đẹp như này. Kèm theo đó là cái gân vải nhá, gân vải xếp. Nên là quý vị có thể thấy là cái độ đàn hồi của cái gân rất tốt. Đấy, và nó cho thêm bát rất sâu. Đấy, chèn tôm nữa nhá. Gầm nghe cũng rất là nét luôn ạ, mở ấm luôn ạ. Chân chúng ta thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ. Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa. Dẫu trần gian cho anh đắng cách nơi em là nhà. Nghe đến bát của anh tốt không ạ? Rất tốt đúng không? Đấy thì con này giá của nó em xin đọc lại nha, là 1 triệu. Đáng ra là con này nếu như mà nó không bị cái
cái si này nó đang bị bong keo nhá, thì là em bán những cái con như thế này hàng đẹp là 2,5 triệu thôi, em bán con này 1,5 triệu cho quý vị này, coi như em bớt cho quý vị cái tiền này, chúng ta về về chúng ta dán lại si nhá. Vâng, đấy, anh nào có nhu cầu mua hãy liên hệ cho bên em. Vâng, với cái con này thì nó thật ra đây cái tiền dán si chắc hết khoảng tầm hơn 100.000 thôi, khoảng tầm 150 gì đấy thôi, chứ còn cũng chả bao đáng bao tiền đâu, nhưng mà thôi thì phải bán xả luôn cho nó nhanh. Đấy, 1,5 triệu đấy, bác nào mua liên hệ cho bên em nhé. Vâng, xin chào quý vị.